Đến hết quý 1 năm 2024, các ban ngành địa phương của tỉnh thực hiện giải ngân khoảng 130 tỷ đồng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cô Tum năm 2024, đạt 15% kế hoạch vốn trung ương giao. Năm 2024, tổng số vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Cô Tum hơn 1.105 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 867 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 86 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Ban dân tộc tỉnh tích cực phối hợp với các đơn vị địa phương ra soát đối tượng, nội dung, nhiệm vụ, hoạt động thực hiện các tiểu dự án, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các nguồn vốn phân bộ để thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ người dân tộc thiểu số gồm truyền thông, tuyên truyền vận động trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, giảm thiểu tình trạng tạo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.